kênh hướng dẫn đầu tư chứng khoán phái sinh Forex vàng. Dựa trên phương pháp Quick Out kết hợp Bollinger Action phân tích hành động giá và dựa trên cấu trúc thị trường ECMC để xác định xu hướng của biểu đồ giá trong chứng khoán. Xin chào các bạn quay trở lại YouTube Basic Invest, kênh dẫn đầu tư nền tảng cơ bản cho nhà đầu tư cá nhân. Hôm nay mình sẽ phân tích cho các bạn về các cặp tiền Forex và vàng trong tuần vừa qua và tuần tới chúng ta sẽ có cái xu hướng như nào. Và chúng ta sẽ đi theo cách phân tích đó là Market Structure, tức là theo cấu trúc thị trường SMC. Chúng ta sẽ đi theo dòng tiền lớn gọi là Smart Money Connect. Thì với phương pháp này chúng ta sẽ cần phải làm gì? Thì đối với phương pháp cấu trúc thị trường SMC, đúng không? Chúng ta sẽ xác định đó là cần phải xác định những điểm đỉnh và đáy, tạo ra xu hướng của nó. Thì đối với xu hướng đi lên thì nó sẽ như thế nào? Xu hướng đi lên thì nó như thế này, đó là tạo ra những điểm đỉnh mới, đáy mới cao hơn đáy cũ. Thì đây là đối với cái chart chúng ta cần xác định, đó là chart H4. Còn trong cấu trúc nhỏ này nó sẽ diễn ra như thế nào? Trong cấu trúc nhỏ có những cấu trúc như là 1 giờ và cấu trúc 15 phút thì nó sẽ có những điểm hồi lại, và chúng ta cần xác định được đâu là những vị trí mà chúng ta cần phải tham gia, đâu là những vị trí chúng ta không nên tham gia. Và giờ đây là H4 của chúng ta, và chúng ta sẽ có một cái H phút 15 chẳng hạn, thì nó có thể đi như thế này. Nó có thể đi như thế này và liên tục tạo ra những cái vùng giá mới, đúng không ạ? Vùng giá mới và lại xuống. Thì trong những cấu trúc nhỏ nó sẽ đi các cả tăng cả giảm, và việc của chúng ta là phải xác định xem đâu là những vùng giá mà nó sẽ tạo cho chúng ta những sự thay đổi xu hướng. Thì đấy là chúng ta sẽ theo phương pháp SMC, tức là chúng ta sẽ dựa vào xu hướng lớn, tức là xu hướng H4 trước. Sau đó H4 chúng ta xác định được đâu là xu hướng của nó. Nếu là xu hướng tăng thì chúng ta sẽ canh long lên, canh buy lên tại vùng cung của chúng ta. Còn nếu như nó là xu hướng giảm thì chúng ta sẽ canh bán xuống tại những vùng cung luôn. Còn chúng ta mua lên, nếu xu hướng lên thì chúng ta sẽ mua tại vùng cầu. Thì đấy là cách chúng ta quan sát và phân tích theo phương pháp SMC. Thì đối với phương pháp này thì quan trọng nhất chúng ta phải xác định được đâu là vùng giá, tính chất thị trường thay đổi, cái giá đáy tạo ra cái đỉnh, đúng không ạ? Đáy này tạo ra đỉnh này, và đáy này tạo ra cái đỉnh này. Như vậy thì khi mà nó tạo ra những cái đỉnh và đáy mới cao hơn thì chúng ta xác định được một vùng cầu mà giá đi qua. Thì tại vùng cầu đó chúng ta sẽ quan sát giá nó tiếp tục nó thay đổi cấu trúc khi mà cấu trúc lớn nó đang đi lên, đúng không ạ? Và khi mà sóng hồi về là sóng giảm, và chúng ta dựa vào các chart nhỏ hơn, khi về vùng cầu thì chúng ta sẽ nó lại thay đổi cấu trúc từ giảm sang tăng, thì đó nó sẽ đồng pha, tức là H1 khung 1 phút đồng pha khung 5 phút, khung 5 phút đồng pha với khung 15 phút, khung 15 phút đồng pha với khung 1 giờ, và 1 giờ là đồng pha với khung H4. Thì khi đó cái tỷ lệ chiến thắng ta sẽ cao hơn nhiều so với việc chúng ta đánh ngược xu hướng, bởi vì trong khung nhỏ nó biến động rất mạnh hơn khung lớn, vì khung lớn nó sẽ biến động trong cái phạm vi giá rất lớn hơn. Thì đấy là cách chúng ta tham gia với phương pháp SMC này. Thì với phương pháp này nó có một đặc điểm, đó là chúng ta sẽ dựa vào xu hướng là bạn, và chúng ta xác định được xu hướng là chính. Nếu chúng ta xác định được ngược lệch xu hướng thì nó sẽ đi ngược lại với thị trường của ta. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào, đầu tiên chúng ta phân tích cái chỉ số DXY, đây là sức mạnh của đồng đô la của ta, và đây là chặt 1 giờ, đúng không ạ? Đây là chặt 1 ngày. Thì cũng như các phân tích phía trước thì chúng ta thấy rằng nó đã khi vượt qua vùng 104 này, đúng không ạ? Đầu tiên nó vượt qua vùng 103, 104, sau đây là 105, đúng không ạ? Và giờ là 106. Đây là những vùng cung của chúng ta, và khi lên vùng cung này giá đã phản ứng là nó gãy,
ta thấy rằng ở đây mục D1 đã gãy vùng 1.6 và rơi về mục linh 5.8, thì hiện tại chúng ta thấy rằng cái khung H4 nó đã phá cái đáy này, đúng không ạ, tại gia đình này nó phá đáy này, thì khả năng nó lên phía trên này, nếu như ở đây nó lại tạo ra một cái đỉnh thấp hơn và tạo ra một cái đáy thấp hơn chẳng hạn, giả sử nó sẽ đi như này, đúng không ạ, đi lên phía trên này nó tạo ra một cái đáy thấp hơn và vì gãy xuống này lại tạo ra một cái đỉnh thấp hơn, tạo ra đáy thấp hơn, thì khi đó nó hình thành cấu trúc đi xuống luôn, đúng không ạ, hình thành cấu trúc đi xuống và nó vượt qua vùng này thì nó sẽ rơi về lại vị trí cần rơi của nó, đó là vùng dưới, phía dưới này, ít nhất là về vùng 1-2, bởi vì cái đáy này đáy thanh khoản thì nó về vùng dưới này, đúng không? Nó có thể về vùng dưới này 1-1 chẳng hạn, nó bật lên thì đấy là chúng ta sẽ dựa vào cấu trúc, nếu như vượt qua ít nhất là vùng 1-2 thì nó sẽ là hình thành cấu trúc giảm chúng ta, và cấu trúc giảm đối với chỉ số DXY thì nó có lợi cho chứng khoán Việt Nam với giải ngân của khối ngoại quay trở lại. Thì đấy là cái phân tích của DXY, đấy là chúng ta phân tích tổng quan trước của cái khung 4 giờ. Bây giờ chúng ta đi vào cái khung phân tích cái chỉ số, đó là chỉ số của vàng, đúng không? Đây là cái chỉ số của vàng. Các bạn nhìn thấy rằng nếu chúng ta co nhỏ biểu đồ đúng không ạ, thì hiện tại giá đang ở vùng 1848, nó vẫn chưa phá cái đáy 1800 này. Nếu như phá cái đáy 1800 này là giá nó sẽ âm thủng, chính thức thay đổi cấu trúc từ tăng sang giảm. Và hiện tại chúng ta nhìn thấy rằng ở đây Fibonacci nó hồi quy về vùng nào rồi? Fibonacci đang hồi quy ở vùng 0.7 chúng ta. Đã vượt qua vùng 0.7 và đang tiếp cận lại ở đây là vùng cung của chúng ta. Vùng cầu chúng ta, đúng không? Vùng cầu của chúng ta ở đây. Vùng cầu mạnh chúng ta ở phía dưới này. Ở đây chúng ta có một vùng bán trước khi mua đây. Thì về đây chúng ta sẽ quan sát giá nó có phản ứng hay không. Và nếu như nó thủng cái vùng 1800 này thì nó rơi mạnh xuống phía dưới. Và nếu như thủng ở đây thì chúng ta sẽ canh lại lệnh sell xuống luôn, lệnh sell xuống, bởi vì chúng ta sẽ xác định lại khi nó hồi lên về vùng giá cũ tạo ra cái đỉnh này chẳng hạn, thì khi đó chúng ta sell xuống. Còn tại nó đang gần để tiếp cận lại vùng 1800 này thì về đây nó sẽ phản ứng khác lại, nó sẽ cái mức độ giảm nó sẽ giảm bớt đi. Vì chúng ta đi vào chặt 1 giờ thì bạn thấy rằng ở chặt 1 giờ ở đây, đúng không, nó có bắt đầu nó có xu hướng là chứng lại đây một cái vùng giá, đây là một vùng giá đi ngang, nó phân phối lại tiếp tục rơi xuống, sau đó nó kéo lên thanh lý lại toàn bộ cái vùng liquidity, vùng thanh khoản này của chúng ta, liquidity này của chúng ta, đúng không ạ, liquidity ở đây thì vùng này đã được thanh lý. Với việc thanh lý như thế này thì chúng ta sẽ xác định được cái vùng này là giá tất cả các nhà đầu tư bị cắt lỗ đây, đúng không ạ, bị cắt lỗ đây, nó kéo vượt qua vùng trên này và rơi xuống, thì ở đây cái phe người mua ở đây nó đã bị hút lại, và cái phe bán thì phe bò đã bị thua, đúng không ạ, phe gấu tiếp tục chiến thắng và rơi xuống đây. Mình thấy rằng ở đây tốc độ rơi nó bắt đầu giảm dần, đúng không ạ, đây là thanh lớn về giá tiếp tục giảm, anh này nhỏ hơn, và hiện tại nó đang có sự cân bằng ở vùng 1848 này. Và nếu xuất hiện ở vùng 1848 này, chúng ta đi vào chặt 15 phút, ở chặt 15 phút chúng ta thấy rằng chúng ta bây giờ lại xác định được đỉnh và đáy. Chúng ta ở đây thì gần nhất chúng ta xác định được đây là cái đỉnh, đúng không ạ, thì chúng ta có một cái đỉnh ở đây và chúng ta sẽ đổi màu đi thành màu vàng đi ạ. Cái này không 15 phút và chúng ta có một cái đáy ở đây. Như vậy thì khi mà giá rơi như này, đỉnh đây phá cái đáy này, thì chúng ta xác định được cái đỉnh nó phá cái đáy này chính là đỉnh này, đúng không ạ, chúng ta sẽ đánh dấu lại đây là cái đỉnh phá đáy và sau đó nó rơi xuống tạo ra cái đỉnh đây, tạo ra đáy đây, đỉnh đây và đáy đây. Hiện tại thì chúng ta thấy rằng nếu như nó thay đổi cấu trúc thì ít nhất chúng nó phải vượt qua vùng này. Như vậy chúng ta nếu chúng ta long lên thì chúng ta phải canh ít nhất nó phải vượt qua vùng 1856, còn không thì chúng ta vẫn canh lại sang lệnh bán xuống. Và với lệnh bán xuống thì chúng ta sẽ canh lại vào vùng này, ở đây chính là vùng cung của chúng ta,
Như đây chúng ta có một vùng cung ở đây và chúng ta xác định được luôn vùng này nó có xảy ra phản ứng và chúng ta có thể lựa chọn để gieo xuống ở đây. Bởi vì ở đây nó vẫn là xuống giảm và chúng ta lựa chọn lệnh sell xuống ở đây. Nó canh sell và chúng ta ăn về vùng giá 147 từ 155 về 147. Chúng ta canh sell ở chặn 1 phút khi giá lên đây nó mới tạo cho ta một cú chút đi giảm và phá cú chút giảm. Thì chúng ta sẽ vào lệnh. Và kịch bản nó như thế này ạ. Là giá nó có lên đây tạo ra nó có thể vượt qua cái đỉnh này. Nếu như vượt qua cái đỉnh này đúng không ạ? Thì chúng ta xác định rằng nó là bắt đầu thay đổi cấu trúc từ giảm hướng tăng. Và từ giảm hướng tăng thì nó cần test lại vùng giá này. Cái vùng giá này là vùng giá quan trọng của chúng ta. Và nếu ở đây thì nó có thể lên đi này. Và ở chặt 1 phút gãy đáy tạo ra một vùng giá đi ngang gãy đáy lên gần với cái vùng cung của nó. Vùng cung nó tạo ra chúng ta sell xuống. Và ở đây chúng ta TP về đây. Đây là kịch bản chúng ta trong cái phiên giá như này. Thì nếu như xảy ra cái trường hợp như này thì sẽ canh lệnh sell xuống khi nó lên lại vùng cung và cái TP của ta chính là về vùng 818 này. Còn ngược lại chúng ta đã hỏi chúng ta là bây giờ nếu như không lên vùng này đúng không ạ thì chúng ta có sell hay không. Câu hỏi tiếp theo đúng không ạ, là ở đây chúng ta sell được không hay chúng ta buy. Thì nếu chúng ta buy chúng ta chưa buy được vì đây vẫn là sóng dẫn hướng này giảm rất mạnh, hiện tại nó vẫn giảm rất mạnh, nó chưa cho chúng ta một lệnh bay lên. Và nếu như bay lên thì ta thấy rằng nó chưa vượt qua được vùng kháng cự này đúng không ạ, thì chúng ta bay lên là rất khó và chúng ta ăn cái tỷ lệ bay lên nó sẽ khó hơn. Vì ít nhất để vượt qua được thì nó phải tạo ra một vùng PR ở đây trước khi nó bay lên. Giả sử nó lên đây, nó xuống đây, nó lên đây, nó xuống đây và nó hình thành cái mô hình siết chặt về giá trước khi nó đi lên. Và khi hình thành cái vùng hình này thì chúng ta mới có thể lựa chọn lệnh buy lên, tức là nó tạo ra những cái đáy mới cao hơn và đáy mới cao hơn, có thể đỉnh nó chưa cao hơn nhưng đáy mới phải cao hơn. Và khi nó càng thu nhập lại, tức là cái phe bán nó yếu dần, nó không đẩy giá được xuống, nữa, thì phe mua quế nó đã bắt đầu cầm ngược lại thị trường, nó đã bắt đầu dẫn dắt lại thị trường, thì khi đó nó bán nó sẽ mua lên. Nhưng trước hết là chúng ta phải xác định được vùng này là chưa thể nào là vùng mua lên chúng ta được, và chúng ta sẽ canh lại vùng bán ở vùng trên này xuống. Thì đấy là cái kịch bản chúng ta đối với con vàng là trong tuần tới. Và chúng ta sẽ đi vào cái mã tiếp theo đầu tiên của cặp phân tích về cái chứng các cặp forex chúng ta, cặp forex theo phương pháp SMC các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái cặp EU. Thì cũng như các kịch bản trước, chúng ta cần phải xem lại đó là chúng ta cấu trúc thị trường như thế nào. Ở khung 4 giờ thì bạn thấy rằng ở đây khung 4 giờ đúng không? Nó đã phá vào đáy đúng không ạ, vào đáy như vậy, vào đáy đi xuống, ở khung 4 giờ đã phá đi xuống, chấm qua đúng không ạ, và đã kéo lên, chấm qua đã kéo lên, như vậy là chúng ta thấy rằng nó đã hình thành cấu trúc giảm đúng không ạ. Cấu trúc giảm đó là những cái đỉnh đây, bạn nhìn thấy rằng đáy đây, đỉnh đây, đáy đây, đỉnh này, đáy đây, đỉnh này cao hơn và nó phá cái đáy này. Thì ở đây nó có thể hồi lên phía trên này. Trong cái con đường hồi này thì chúng ta sẽ xác định được là nó hồi lên, nhưng không biết hồi lên vùng nào, nhưng ít nhất có thể nó hồi lên vùng Fibonacci 0.5 và nó sẽ rơi tiếp. Và nó có thể nó không lên vùng Fibonacci 0.5 thì chúng ta sẽ canh. Có thể chúng ta nhìn thấy rằng ở đây chúng ta sẽ được kéo về cái Fibonacci của chúng ta. Fibonacci đi. Đây, chúng ta sẽ sửa hồi quy. Giá nó sẽ có thể quay lại trong vùng 0.5 này. Các bạn thấy rằng ở đây nó có một vùng. Nó có vùng cầu đây. Vùng 0.5, 0.6 đây. Nó vùng cung ở đây. Và chúng ta sẽ canh sell ở đây. Chúng ta có thể canh sell ở đây. Còn nếu ở đây nó xác định ở đây là nó đang hồi lên thì chúng ta có thể lệnh để bài lên. Cái vùng này thì chúng ta cắt
Thì ở đây chúng ta thấy là khung 4 giờ nó đã phá và việc bây giờ nó sẽ hồi lên phía trên. Hồi lên phía trên chúng ta sẽ đi vào khung 1 giờ như thế nào. Ở khung 1 giờ. Ở khung 1 giờ thì bạn thấy rằng chúng ta xác định được những đỉnh và những đáy của chúng ta. Những đỉnh và đáy của chúng ta gần nhất xem diễn biến như thế nào. Thì bạn thấy ở đây là một đỉnh đúng không? Đây là một đỉnh tạo ra đáy, đỉnh đây tạo ra đáy ở đây. Như vậy nếu như so với toàn bộ cấu trúc như này thì nó khi nó phá ở đây đúng không ạ, chúng ta xác định được những cái vùng đáy để nó phá qua, đáy nào phá qua thì có đỉnh đúng không ạ. Đây một đáy nó phá qua, đây một đáy nó phá qua, và đây là một đáy nó phá qua nữa trên này. Và khi một cái đáy này nó tạo ra chúng ta một cái vùng, vậy chúng ta sẽ có một cái đỉnh ở đây. Đỉnh này đã bị vượt qua đúng không ạ? Đỉnh này đã bị vượt qua trong thời gian 1 giờ, như vậy là nó đang có xu hướng hồi lên. Và hồi lên thì chúng ta sẽ canh, chúng ta có thể canh long lên tại vùng cung của chúng ta. Và vùng cung để tạo ra cái đáy này, cái đỉnh này là cái đáy nào. Chúng ta thấy rằng khi lên đây đúng không ạ? Khi lên trên này ít nhất là vượt qua đây cái đỉnh này đúng không ạ, nó vượt qua và vượt qua cái đỉnh này rồi thì nó có đáy này. Như vậy chúng ta xác định được đây là vùng bán trước khi mua. Và các bạn thấy rằng giá nó về đây, nó chạm về đây đúng không ạ, thì có thể nó chạm sâu hơn về đây nữa. Nó đi vào chạm 15 phút thì chạm 15 phút này nó chạm chớm về đúng không ạ, nó chưa đi hẳn sâu ở phía dưới này. Nhưng ở đây nó có một cái vùng giá đã được xác định ở đây. Đây là vùng cung, vùng cầu thị trường. Ở đây chúng ta có thể xác định là canh mua ở đây, canh mua và đợi tín hiệu để vào lệnh. Chứ chúng ta cũng không nên xác định là chúng ta phải vào lệnh ngay khi giá về đây. Khi giá về đây nó hình thành ra một cụm nến ở chặt 5 phút hoặc chặt 1 phút. Và khi đó cái cụm nến đó 5 phút thì nó đi ngang và nó thay đổi cấu trúc khi nó vượt qua cái đỉnh ở cái chặt 5 phút, thì khi đó chúng ta canh mua sẽ an toàn hơn và chúng ta không nên đặt lệnh limit trước khi giá nó về đây. Bởi vì giá nó về đây có thể nó thì phản ứng nó đi lên sau nó lại đi chút xuống dưới chẳng hạn, thì chúng ta chưa thể biết được là thị trường như thế nào và chúng ta phải canh tín hiệu xác nhận thì chúng ta mới có thể vào lệnh. Và chúng ta chỉ biết rằng đây là một vùng cung, và vùng cung này giá nó có thể về và thay đổi đấy, đảo chiều xu hướng. Thì đấy là cái đối với cặp EU chúng ta. Bây giờ chúng ta đi một cặp tiếp theo, cặp RU chúng ta đi vào khung 4 giờ. Ở khung 4 giờ thì các bạn nhìn thấy gì ạ? Khung 4 giờ thì rõ ràng chúng ta thấy rằng đỉnh đây, đáy đây, đỉnh, đáy đây và đỉnh đây. Như vậy ở đây nó vẫn là cái cấu trúc đi lên, và giá đang về đây, giá đang hồi quy về đây đúng không ạ? Giá đang hồi quy về phía dưới. Nó cũng đang chuẩn bị chạm, nó đi qua vùng 0.6 và đi vào vùng 0.7. Và vùng 0.7 này chúng ta xác định ở đây là có một vùng cầu. Và khi về vùng cầu này nó có thể bật lên. Và trong cái vùng cầu này nó có thể không về phía dưới này nữa, nó có thể đi lên phía trên này. Nó đi lên luôn, nó hồi lại. Như vậy thì chúng ta thấy rằng ở đây, nếu như ở đây nó hình thành cái cấu trúc, nó thay đổi cấu trúc, thì chúng ta sẽ bắt đầu long lại ở cái GU này. Ở GU này chúng ta sang 1 giờ đúng không ạ? Sang 1 giờ chúng ta thấy như thế nào? Nó ở cái đỉnh gần nhất nó đã vượt qua chưa? Ở đỉnh gần nhất thì nó vượt qua chưa để tạo ra cái đáy này đúng không ạ? Và các bạn thấy rằng đây nó xuống đi xuống thẳng xuống. Thì ở đây chúng ta cũng có những cái vùng đỉnh đây, đáy đây, đỉnh đây, đáy đây, đỉnh đây đúng không ạ? Và chúng ta xác định được đây nó có thể là vượt qua rồi đúng không ạ? Đây nó đã vượt qua rồi. Bởi vì cái đỉnh này nó tạo ra cái đáy thấp nhất này chẳng hạn. Thì đây nó đã vượt qua rồi. Và khi đã vượt qua thì chúng ta xác định được những vùng cung nào thị trường nó có thể về. Thì bạn thấy rằng ở đây là vùng cung phía dưới, đây là vùng cung. Và đây trên này là vùng cung, bởi vì ở đây nó liên tục tạo ra cái đáy đây, tạo đỉnh. Đáy đây, đỉnh. Đáy đây, đỉnh đây. Và khi giá chạm về vùng cung, nó bật lên. Thì bạn thấy rằng cái vùng cung này là cái vùng mà thị trường đang tôn động, giá của nó không giảm sâu nữa.
Và với việc khi mà nó có vùng cung như này rồi thì ta đi vào chặt 15 phút như nào? Ở chặt 15 phút nó đã hình thành cái cấu trúc thay đổi chưa? Và khi mà nó hình thành cấu trúc thay đổi là nó phải vượt qua cái đỉnh này. Như vậy, ta chờ đợi một cái nến nó vượt qua cái đỉnh đó, đóng cửa về trên cái nến đó. Chúng ta chờ đợi thì chúng ta dâng lên. Chúng ta chờ đợi cái nến này nó đi lên phía trên này và nó test lại phía dưới. Khi đó ở đây, nếu như ở đây nó đi lên luôn không ạ, thì chính là vùng này tạo ra vùng cung mới, vùng cầu mới ấy, thì nó đi lên, lên ít nhất là lên vùng trên này. Và chúng ta thấy rằng nếu như nó hình thành cấu trúc như này thì chúng ta bắt đầu đặt lệnh dong lên, có thể ở đây lệnh bay lên ở đây. Vì khi nó đi lên này nó tạo cho chúng ta một vùng cung mới ở đây, và khi đó chúng ta có lệnh canh bay. Vậy, canh bay lên. Thì đấy là cái đồ u. Và chúng ta có một vùng, sát đây, tức là vùng thay đổi cấu trúc đỉnh trượt. Chúng ta có thể ở đây. Và nếu như chúng ta canh ở đây đúng không ạ, nó bị trượt đúng không ạ, thì việc trượt là chúng ta sẽ đặt cái điểm đặt lỗ. Và chúng ta có một vùng cung phía dưới này, là vùng cung mạnh hơn. Vùng cung chính là cái đáy này để tạo cái điểm cao nhất. Thì khi đó chúng ta lại quan sát phía dưới này, vì chúng ta không biết được rằng nó có trị giá đông thủ hay không. Và chúng ta chỉ biết rằng nó có rất nhiều vùng cung, và chúng ta quan sát ở những vùng cung đó nó có thể thay đổi cấu trúc thị trường. Thì đấy là cái cặp Forex GU của chúng ta. Chúng ta đi sang một cặp tiếp theo, cặp Forex tiếp theo chúng ta phân tích trong cái món chứng khoán ngoại hối này. Thì bây giờ chúng ta đi vào cặp USD G đúng không ạ? Thì chúng ta đi vào cái khung 4 giờ. Ở khung 4 giờ thì bạn nhìn thấy rằng rõ ràng chúng ta thấy rằng ở đây là một cấu trúc đi lên luôn, tăng cặp lại cái đỉnh cũ. Cái đỉnh cũ nó là vùng 151. Và cái đỉnh này thì nó tạo ra một cái đáy thấp hơn cái đáy mà nó tạo ra cái đỉnh cao nhất đó. Nhưng ở đây là một sóng hồi lên luôn. Sóng hồi lên rất mạnh mẽ. Nó chuẩn bị gặp lại cái đỉnh cũ. Và gặp đỉnh cũ này thì nó có thể vượt qua và rơi xuống. Nhưng ở đây bạn nhìn thấy nó đã có dấu hiệu giảm hay chưa? Nó có dấu hiệu giảm hay chưa? Thì giờ bạn thấy rằng ở đây nó cũng đã quét thanh quả, nó là thanh lý ở đây, giá là thanh lý ở đây, tất cả vùng giá này là thanh lý. Vậy nếu nó rơi thì nó rơi về vùng này. Và ở đây chúng ta thấy rằng đã xuất hiện những cây nến như là tất đếm nhé, một cây nến đỏ, hai nến đỏ, ba nến đỏ, bốn nến đỏ, năm nến đỏ, sáu nến đỏ, sáu cái nến đỏ và không mất bao nhiêu cái nến xanh, một cái nến xanh, hai, ba, bốn, năm, sáu cái nến xanh. Như vậy cũng đỏ bằng số nến xanh, nhưng ở đây đã bắt đầu hình thành cái số nến đỏ bắt đầu cao hơn nữa. Tuy nhiên khi giá về dưới thì nó đã cố mua lên, và khi lên vùng trên này thì giá đã tục đẩy xuống bởi khe gấu. Và chúng ta đi vào chặt 1 phút, thì đối với chặt 1 phút thì bạn nhìn thấy với cái đáy này nữa nó đã bị phá, và thì cái đáy này thấp nhất thì dâu đã chạm qua ở đây, nó thanh khoản được thanh khoản hết, thanh lý hết vùng giá này, được thanh lý hết rồi, vùng giá này được thanh lý hết rồi. Và khi lên vùng trên này chúng ta quan sát nó lại lên gặp lại vùng cung mới, vùng cung mà nó tạo ra cái đỉnh thấp nhất đây. Và nếu như vùng này bạn thấy rằng nó có 2, 1, 2, 3, 4 cái nến thứ năm đã phá cái đỉnh trước. Vậy ở cái chặng 15 phút nó đang hình thành cấu trúc đi xuống. Ở cái chặng 15 phút này bạn thấy rằng chúng ta gần nhất thì chúng ta thấy rằng nó đã phá đáy, sau đó lên đây nó tạo ra cái đỉnh mới không cao hơn đỉnh cũ nữa, và nó tiếp tục nó phá đáy tiếp theo. Thì ở đây nó đã hình thành cấu trúc đi xuống, và với việc hình thành cấu trúc đi xuống thì nó hình thành chúng ta một vùng cung mới đây. Vậy thì việc chúng ta là quan sát phang nó xuống rồi ở đây canh sell ở đây. Chúng ta sẽ canh sell ở đây, canh sell ở đây bằng việc là chờ xác nhận. Khi người ta xác nhận thì chúng ta sell xuống, bằng việc là đợi ở cái khung thời gian đó là 1 phút, 5 phút thì nó ở đây, nó có thể lên phía trên này hình thành cấu trúc đi xuống. Thì khi nó gãy thì con TP rất dài dưới đây. Thì đấy là chúng ta canh sell ở đây. Đấy là chúng ta dựa vào cái cấu trúc thị trường. Bởi vì khi ở đây nó đã thanh khoản đã hết rồi đúng không ạ? Thanh khoản đây đã được thanh lý. Cái đuôi này đã được thanh lý kéo lên rất mạnh. Thì về vùng dưới này nó có thể tiếp tục nó đi ngang xong nó rơi tiếp xuống. Bởi vì ở đây thanh lý thì nó cái đích tiếp theo nó là vùng 148 rồi, hoặc là vùng dưới này 147,
Thì 147 này nó tạo ra cái đỉnh cao nhất ở đây. Còn nếu xét về sâu xa thì bạn thấy rằng cái đáy này, đáy 1473 này nó mới tạo ra cái đỉnh cao nhất ở đây. Đúng không? Một đáy 1473 này nó mới tạo ra cái đáy cao nhất. Thì khi đó chúng ta cũng sẽ quan sát được những vùng giá chúng ta bay lên. Và ở đây là vùng chúng ta quan trọng. Đây là vùng đỉnh quan trọng. Ta bắt đầu thấy gãy. Gần nhất bạn thấy rằng nó gãy. Thanh lý đã được thanh lý, giá được thanh lý. Và khi lên về trên này không vượt qua được cái đỉnh cũ thì rơi xuống bên dưới. Thì đấy là Uzi. Như vậy Uzi chúng ta phải xem. Chúng ta sang một cặp tiếp theo. Kênh hướng dẫn đầu tư chứng khoán phái sinh Forex vàng dựa trên phương pháp Wake Up kết hợp Bollinger Action phân tích hành động giá và dựa trên cấu trúc thị trường ECMC để xác định xu hướng của biểu đồ giá trong chứng khoán. Hãy bấm chuông để đăng ký kênh. Basic Invest chia sẻ kiến thức nền tảng về đầu tư chứng khoán. Trong cái phân tích chứng khoán Forex chúng ta, đó là cặp AU, đó là cặp đô la Úc và đô la Mỹ. Thì đối với cặp này chúng ta cũng sẽ quan sát ở chặt 4 giờ. Chúng ta con nhỏ biểu đồ thì thấy rằng ở đây con nhỏ biểu đồ thì chúng ta cũng thấy hình thành cấu trúc tăng, cấu trúc đi xuống luôn. Và cái đáy này tạo ra cái đỉnh ở đây. Đỉnh này thì nó đang cao hơn đỉnh cũ, cao hơn cái đỉnh cũ này. Nhưng khi nó rơi xuống, nó đang cấu trúc tăng, cấu trúc đi xuống. Bởi vì ở đây là đỉnh đây, đáy đây, đỉnh đây, đáy đây, đỉnh đây, đáy đây, đỉnh đây. Và cái đỉnh này mặc dù nó tạo ra đỉnh thấp nhất, nó vượt qua ở đây nhưng đang đi xuống rồi. Phải chúng ta chờ đợi xem nó có, khi nó đang đi xuống thì nó lại phá cái đáy của nó, phá cái đáy và hình thành cái mô hình. Đây là một cái mô hình phân phối, mình phân phối đi xuống và đây đang tái, có thể tái lũy hoặc là tái phân phối. Đây đây là một bên vùng bay nhỉ, vùng bay lớn hơn của chúng ta, và đây là vùng bay nữa, và là giá nó có thể chạm lại vùng dưới này của ta cơ, vùng 0.62. Và việc vùng 0.62 nữa là chờ đợi. Bây giờ chúng ta đi vào cái vùng cái chặt 1 giờ xem cái xu hướng gần nhất là như thế nào. Còn hiện tại cái xu hướng gần nhất của nó trong chặt 4 giờ đang xu hướng giảm đi lên, tạo ra vùng TR đi ngang và lại vùng đỉnh lại giảm. Như vậy cấu trúc chính nó đang có chút giảm. Chúng ta đi vào chặt 1 giờ. Ở chặt 1 giờ thì bạn thấy rằng nó tạo ra hai đỉnh này. Sau đó nó đang đi ngang. Vấn đề bây giờ nó đang đi ngang. Nó tạo ra một vùng kênh giá, vùng TR ở đây. Và với vùng kênh này, nó có khả năng đây là vùng tái phân phối của ta. Vì ở đây đã thanh lý gần như toàn bộ đây, đúng không? Đây là vùng liquidity của ta. Vùng giá liquidity, thanh khoản. Rất nhiều lệnh limit đặt ở đây. Rất nhiều lệnh đặt limit ở đây. Và nếu nó lên thì nó sẽ lên vùng trên này, sau nó rơi xuống. Và với việc nó tạo ra một cái đáy ở đây, đúng không? Tạo ra đáy mới rồi, thấp hơn đáy cũ. Và khi nó lên vùng trên này, giá nó có thể về đây, nó chưa giảm, ở đây nó chưa giảm đâu. Nó có thể lên vùng trên này nó bị giảm. Như vậy chúng ta vẫn canh xem vùng trên này. Mình sẽ đặt ở đây, được canh xem. Và chúng ta không bay lên, nó đợi chờ đợi. Bay lên rất khó trường hợp này, bởi vì nó đang gặp cái vùng chính của nó đang, cái sóng chính của nó đang sóng giảm. Còn hiện tại gần nhất thì nó đang đi ngang. Tại phía trên thì nó là công cụ vùng cung rất mạnh để tạo ra cái đáy thấp nhất ở đây. Thì ta sẽ canh sell xuống. Bởi vì chúng ta không nên phân tích thêm nữa, thì chúng ta được chờ đợi lên phía trên này giá đã phản ứng như thế nào, chúng ta tiếp tục phân tích. Chúng ta sang một cái cặp tiếp theo, nó cặp ngoại hối tiếp theo phân tích chứng khoán Forex, đó là cặp U cạt. U cạt chúng ta cũng sẽ nhìn cái cấu trúc của chặt 4 giờ. Thì bạn nhìn thấy cấu trúc của chặt 4 giờ như thế nào? Ở đây nó đã phá đáy luôn, nên tạo ra đỉnh mới, tức là đỉnh cũ. Như vậy nó đang hình thành cấu trúc giảm. Và nếu như bạn biểu đồ của WeCorp luôn, thì hiện tại ở đây nó đang là tạo ra cái vùng lực PSI luôn. Và lên đây chúng ta sẽ canh sell xuống. Bởi vì lên đây khả năng cao nó sẽ không tạo ra một cái đỉnh mới cao hơn đỉnh cũ, đúng không ạ? Hiện tại đang tạo ra đáy mới rồi.
ở đây mới rồi. Thì ở đây nó có thể giảm xuống bởi vì nó đã đi vượt qua rồi. Ở đây thì nó đã vượt qua cái vùng đáy này, đáy gần nhất đây. Vùng đáy gần nhất nó đã vượt qua. Và hiện tại khi giá đi qua cái vùng ở trên đấy không vốn tiền thì các bạn thấy rằng nó đã có những vùng cung của chúng ta. Vùng cung thứ nhất như bạn đã xác định thì ở đây nó đã vượt qua đúng không ạ? Và chúng ta không vào lệnh bởi vì ở đây nó không tạo ra cấu trúc giảm. Bạn nhìn thấy rằng nếu chúng ta đi vào cái khung 1 phút đúng không ạ? Ở khung 1 phút nó tạo cái cấu trúc giảm hay chưa? Và bạn thấy rằng ở đây đúng không ạ? Khi lên vùng giá này đúng không ạ? Thì đầu tiên ở đây giá đi lên đúng không ạ? Đây là cái đáy thấp nhất của nó. Nó chưa vượt qua cái đáy thấp nhất. Đây để tạo ra đỉnh đây. Đáy đây, đỉnh đây. Vậy đáy này tạo ra đỉnh này đúng không ạ? Và chưa vượt qua thì nó chưa thay đổi xu hướng. Và việc chưa thay đổi xu hướng thì chúng ta chưa thể nào mà chúng ta sell xuống. Và khi có đáy này đúng không ạ? Đáy này thì ở đây chúng ta thấy rằng vùng giá này là vùng giá thanh khoản chúng ta và tạo cho chúng ta một cái đỉnh mới đây. Như vậy cái đáy nào tạo ra cái đỉnh mới này đúng không ạ? Chúng ta sẽ quan sát rằng đáy nào tạo ra đỉnh mới đây thì chúng ta mới có đây một đáy đúng không ạ? Và chúng ta thấy rằng ở đây chúng ta có một đáy nữa khi tạo ra đỉnh đây đúng không ạ? Tạo ra đáy đây lên đỉnh đây như vậy có thể đáy này và cũng có thể là đáy này. Bởi vì sao? Vì cái đỉnh này nó cao hơn đỉnh phía trên này. Thì ở đáy đây chúng ta chờ đợi phá đáy này nhỉ? Thì nó sẽ giảm. Còn nếu như nó chưa phá thì chúng ta thấy rằng nó chưa phá thì cấu trúc vẫn là theo cấu trúc cũ, nó vẫn đi lên. Nên chúng ta chưa thể nào quan sát được với việc là chúng ta canh lệnh để sell. Với khi nó chưa có xác nhận và tín hiệu xác nhận thì chúng ta chưa thể vào lệnh đối với lệnh sell vì nó đang xuống rất là mạnh, anh lên vượt qua vùng cản ta. Đầu tiên bạn thấy rằng nó vượt qua vùng cản này, thì lên tiếp tục lên phía trên này là vùng giá liquidity mà nó tạo ra trước, tức vùng giá thanh khoản trước đó, và vùng thanh khoản này đã được thanh lý bởi cái giá này, bởi cái nến này. Như vậy thì nó đã thanh lý thì nó sẽ vượt qua lên trên vùng trên này, vượt qua vùng giá trên này thì nó ở trên này có vùng cầu. Cung mới ở trên này, cung cũ thì có thể lên trên này, nó mới bắt đầu sẽ phản ứng. Rồi, lên vùng trên này. Bởi vì khi giá đi như này thì liên tục tạo ra những vùng cung. Và vì chúng ta quan sát tại những vùng cung, khi về giá về đấy nó cũng phản ứng như thế này. Và việc phản ứng về giá nó tạo ra cấu trúc giảm hay không, là thay đổi từ cấu trúc tăng sang cấu trúc giảm ở những khung thời gian nhỏ. Thì khi ở với những khung thời gian nhỏ rồi đã có thay đổi biến chuyển từ nhỏ đến sang lớn và chúng ta đặt cược bằng việc là đặt lệnh, khi đó chúng ta có một cái điểm đặt lỗ và điểm chốt lời chính là phía bên dưới. Như vậy đối với vùng cản thì chúng ta sẽ quan sát tại vùng cung này và vùng trên này để chúng ta quan sát xem nó có giá nó thành công không để chúng ta vào lệnh xem. Còn hiện tại đối với lệnh long, lệnh buy lên thì nó chúng ta phải canh tại những vùng giá mà gọi là vùng cung, bởi vì ở đây chúng ta vùng cung ở phía dưới này cơ đấy, phía dưới rất xa phía dưới này. Như vậy nếu chúng ta chọn lệnh long lên, lệnh buy lên này, chúng ta đợi phía dưới này. Còn hiện tại nó không có những điểm vào để chúng ta cắt lỗ. Thì đấy là cái cặp U cạt. Bây giờ chúng ta đi một cặp tiếp theo là cặp Uzi. Uzi này ở chặt 4 giờ như thế nào? Thì chúng ta quan sát cặp Uzi này thì nó cũng giống như là cái cặp Eji, giống như cặp Uzi đúng không ạ? Và hiện tại cặp Eji này thì nó đang như nào? Đối với chặt 4 giờ thì các bạn thấy nó đang hình thành cấu trúc giảm, đúng không ạ? Ở đây nó đang phá cái đáy này và tiếp tục nó tạo ra tăng một vùng liquidity thanh khoản đây. Và với việc tạo ra vùng này thì giá nó có thể đâm sâu hơn phía dưới nhưng nó không tạo ra những đỉnh mới cao hơn. Và đây liên tục tạo ra những vùng liquidity như thanh khoản bằng việc là tạo ra những đỉnh san sát nhau. Và với việc đỉnh san sát nhau này thì rất nhiều các nhà đầu tư sẽ đặt lệnh ở đây, đặt lệnh là ba lệnh sell đây. Nhưng chúng ta quan sát kỹ thì chúng thấy rằng ở đây nó có một vùng imbalance, tức là vùng mất cân bằng về giá, thì chúng ta sẽ canh sell, cũng có thể canh sell vị trí ở đây.
đánh sell này và đợi tín hiệu giảm thật được cấu trúc thì giảm lệnh, và chỉ thế mà thôi. Còn hiện tại vấn đề vùng giá này thì chúng ta sell xuống vì ở đây nó không vượt qua cái vùng đỉnh cũ này. Lệnh treo xuống thì chúng ta quan sát ở các khung thời gian nhỏ hơn. Đầu tiên khung 15 phút nó phá chưa? Nó phá đáy chưa? Đúng không ạ? Nó phá đáy chưa? Thì ở khung 15 phút thì bạn thấy rằng đỉnh đây, đáy đây này nó sớm qua, nó chưa đóng cửa qua đúng không? Như vậy chúng ta chưa tính được. Đỉnh đây vẫn đỉnh cao hơn, đáy đây đỉnh cao hơn. Như vậy thì ít nhất chúng ta phải phá vùng đáy này thì nó xác định cấu trúc giảm. Và những phá đáy này thì chúng ta sẽ canh sell tại những vùng đây. Nếu không tạo ra cái đỉnh mới thì đỉnh này chính là đỉnh cung của chúng ta, và đỉnh cung này chính là khối lệnh chúng ta cần phải vào lệnh canh sell ở đây. Nếu như nó phá đáy thì cái bản này nó phá đáy như thế nào? Cái bản nó phá đáy như giá sẽ đâm về dưới này, giá đóng cửa thấp hơn, chúng ta canh sell ở trên này. Tiếp theo ta sẽ về sàn dưới này, đúng không? Về nhất là về dưới này, vượt qua đỉnh đáy cũ. Đấy là cái phân tích chúng ta đối với cặp UZI rất đơn giản trong khung 15 phút. Và chúng ta sẽ đi thẳng một cặp tiếp theo. Bây giờ là cặp USF. USF chúng ta cũng đi vào đầu tiên là nhìn cái khung 4 giờ. Ở khung 4 giờ thì các bạn nhìn thấy rằng là một cấu trúc đi xuống luôn. Đỉnh đây, đáy đây, đỉnh đây, đáy đây. Hiện tại đang hồi lên. Nếu chúng ta kéo Fibonacci không Fibonacci ra đúng không? Thì giá đang quay lại vùng 0.6 và với 0.6 này nó giảm luôn, nó đã giảm. Thì bạn nhìn thấy nó đã giảm, vậy nó phá cái đáy đây. Bạn nhìn thấy đây là cái đáy nó tạo ra đỉnh này, nó phá đáy rồi. Thì khi nó phá đáy rồi thì chúng ta sẽ canh sell xuống. Thì canh sell đây chúng ta có vùng mua trước khi bán là vùng nào? Vùng mua trước khi bán chúng ta có vùng rất lớn đây. Cũng đi vào chặt nhỏ hơn, chặt 1 giờ. Với chặt 1 giờ thì như thế nào? Với chặt 1 giờ thì bạn thấy rằng cái vùng chắn này nó sẽ bỏ qua đi. Ta nhìn xem nó là gì, nó đánh dấu đây. Đây vùng này chính là vùng cung cũ nó vượt qua. Lên phía trên này. Lên phía trên này nó rơi. Như vậy thì chúng ta đi vào chặt 15 phút như thế nào? Với chặt 15 phút thì bạn nhìn rõ ràng hơn thì bạn thấy rằng nó đã giảm luôn. Chúng ta thấy rằng nhá, đỉnh đây, đáy đây, đỉnh đây, đáy đây, đáy này tạo ra đỉnh đây, đáy đây, đỉnh đáy, và nó đã phá ít nhất là phá cái đáy này để tạo ra cái đỉnh mới ở đây. Thì đây tạo ra những đáy thấp hơn đến phía dưới này, nó cũng đã phá đáy đúng không ạ? Nó phá đáy. Như vậy chúng ta canh sell ở vùng trên này. Và canh sell ở khung 15 phút thì chúng ta nhìn thấy rằng chúng ta có một vùng mua trước khi bán vùng trên này. Chúng ta sẽ co lại ở đây. Và việc co lại như này có cái vùng giá tốt hơn để mà canh sell. Bởi vì ở đây nó có một cái lệnh, một cái tỷ lệ cắt lỗ rất nhỏ. Nó tăng cho ta một cái lợi nhuận rất lớn. Khi nó về lại vùng cung của ta, vùng cung này chính tạo ra cái đáy thấp nhất này. Và việc ta chờ đợi phía trên này anh xem. Vậy chúng ta có rất nhiều kèo trong cái tuần tới để có một cái tỷ lệ error cao khi nó có xác nhận tín hiệu. Bây giờ ta đi với cặp tiếp theo, cặp NU chúng ta bắt đầu bằng cái khung thời gian 4 giờ. Ở khung 4 thời gian 4 giờ thì bạn nhìn thấy rõ ràng mắt thường đang cấu trúc giảm. Đáy đây, đỉnh, đáy, đỉnh, đáy, đỉnh, và những đỉnh này đáy mới thấp hơn. Và hiện tại đáy này thì chúng ta chờ đợi xem giá nó hồi lên phía trên này hay không. Thì chúng ta canh lệnh sell xuống, bởi vì canh lệnh sell phía trên này thì nó giá nó sẽ đâm thủng vùng đáy này. Còn hiện tại nếu chúng ta buy lên đúng không ạ, thì chúng ta phải cắt lệnh trước khi vượt qua vùng 0.5. và với việc ở đây chúng ta thấy rằng nó đã có một sự xác nhận thay đổi xu hướng luôn, từ giảm sang tăng bằng việc là nó đã vượt qua cái đáy thấp nhất ở đây. Và với việc vượt qua cái đáy thấp nhất này thì chúng ta sẽ xác định được một vùng cầu của thị trường, vùng cầu thị trường để nó có cái đỉnh cao nhất ở đây. Thì cái đáy này chính là đáy
đợt đáy mà nó đi lên, đợt đáy này nó đi lên, và với cái đáy này nó đi lên thì ở đây thứ nhất là thanh khoản đây nó chưa được thành lý, thanh khoản đây chưa được thành lý, như vậy ở đây giá nó có thể chấm qua đâu, có thể chấm qua khi cái khung thời gian 4 giờ nó là như vậy. Thì bây giờ chúng ta đi vào cái khung thời gian nhỏ hơn xem như thế nào, nó có để lại chúng ta những cái dấu tích gì không, và nếu như ở đây có một dấu tích nữa là những vùng này thanh khoản nó đi qua thì chúng ta là có là vùng bán trước khi mua luôn, nó có thể cái nến này luôn, cái nến này vùng bán trước khi mua, thì như vậy nó có thể giá nó về chạm về vùng dưới này, nó đi lên và việc nó có thể đánh dâu vùng này nó thanh lý này. Chúng ta nhìn quan sát thì chúng ta quan sát xem nó thanh lý chưa, đúng không? Vùng này, đúng không? Vùng đây thì nó được thanh lý bằng cái nến này, đúng không? Vùng đây cũng là vùng thanh khoản ta, giá nó về đây nó hút lên, như vậy nó có vùng trống ở phía dưới này, vùng trống phía dưới này nó chưa về, đúng không? Và chúng ta có thể quan sát, chúng ta không khả năng chưa bắt ở đây vội, chúng ta đợi ở đây nó có thể về vùng dưới này ở khung thời gian 1 giờ. Ở khung thời gian 1 giờ thì như thế nào, ở khung thời gian 1 giờ thì bạn nhìn thấy rằng nó có một vùng giá đi ngang ở đây, bằng việc là xác định này, đáy đây, đỉnh đây, đáy đây, đúng không ạ, đỉnh đây, đáy đây, đỉnh đây, đáy đây, đỉnh đây. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng giá nữa, đây là vùng thanh khoản của chúng ta, đây là giá nó cũng chấm về đây, nó đi lên, đúng không ạ, và như vậy thì nó khó cho chúng ta là trong việc xác định được đâu là vùng cung mà nó có thể về, và vùng cung này rất rộng, vùng trên này, như này, xuống dưới. Như vậy chúng ta phải quan sát ở những vùng này, giá nó có thể quan sát ở đây ở khung thời gian 1 phút 5 phút thôi, ở khung thời gian 5 phút xem giá nó về rơi phía dưới này có thay đổi cấu trúc như nào, thì đó chúng ta mới được lựa chọn này để đong lên. Còn hiện tại nó đang gặp lại vùng cản phía trên này, giá nó tiếp tục đẩy xuống, và với việc tạo cái đỉnh đây thì nếu như ở đây theo nguyên lý chúng ta đúng không, nó phải tạo ra một cái đáy mới cao hơn đáy cũ, nhưng cái đáy này gọi đáy quan trọng. Trong cái đáy này thì trong quá trình nó đi lên nó như rất nhiều đáy, và việc đáy như vậy nhưng ở đây nó có rất nhiều vùng thanh khoản này. Thì khi về vùng thanh khoản này giá trừ thanh lý mà. Giá trừ thanh lý thì nó chấm qua phía dưới này nó lại kéo lên, như vậy chúng ta phải chấp đặt làm lệnh ở phía dưới này cơ, ở vùng trên này có thể vùng dưới này thì sẽ an toàn hơn trong việc là chúng ta có những điểm là lệnh và cũng tối ưu. Bây giờ chúng ta sang một cặp tiếp theo trong chuỗi phân tích của cặp của Team Forex, ta sang cái cặp đó là AUD và CSF. AUD CSF thì chúng ta cũng đi vào cái khung thời gian 4 giờ. Với khung thời gian 4 giờ thì các bạn dễ dàng nhìn vào mắt thường nó đang khung thời gian giảm, và với khung thời gian giảm như vậy chúng ta canh lệnh sell chính, canh lệnh sell là chính. Thì ở đây chúng ta khi mà nó xác định là vùng giảm, ta xác định những vùng cung mà giá mà Fibonacci vượt qua 0.5, thì đầu tiên có vùng cung đây, đúng không ạ, và trên này có hai vùng cung và có thể ở trên này vùng cung nữa, nhưng ở đây nó bắt đầu vượt qua vùng 0.6, thì ở đây chúng ta nhìn xem ở thời gian 4 giờ, đúng không ạ, và đây nó bắt đầu có sự phản ứng về giá, nó thay đổi về giá, đúng không ạ, và nó đi vào luôn về chặt 1 giờ thì như nào, 1 giờ nó bắt đầu lên đây nó có phần sự phản ứng, đúng không ạ, gãy. Thì ở đây chúng ta xem là nó cái đỉnh này được tạo ra bởi đáy nào, có phá đáy hay không, và nếu phá đáy thì chúng ta bắt đầu chọn lệnh sell xuống. Thì ở đây chúng ta nhìn thấy rằng ở khung thời gian 15 phút nó phá đáy là đây rồi, và khi phá đáy này nó có một vùng cung của chúng ta, vùng cung mới của chúng ta trong cái quãng đường để xuống như này, thì vùng nào vùng mua trước khi bán, mua trước khi bán chúng ta có đây, và thì chúng ta sẽ có thể canh sell trên này, chúng ta ghi chú đây, canh sell đợi giá nó có thể về không, và canh sell đây chúng ta đợi một kịch bản, cũng như kịch bản nhưng một khi nó thay đổi cấu trúc thị trường hay chốt định một đỉnh hai đỉnh ở đây trong khung thời gian
1 hoặc 5 phút thì ta có thể cảnh sell xuống. Thì đấy là A sẽ ép chúng ta đi một cặp tiếp theo, cặp GJ. Cặp GJ chúng ta sẽ đi vào khung thời gian 4 giờ để xem cấu trúc thị trường như nào. Với cấu trúc thị trường khung 4 giờ thì các bạn thấy là nó đang cấu trúc đi lên đúng không? Lên rất mạnh mẽ. Và ở đây đang hình thành cấu trúc đi xuống mà thôi, thì nó sẽ liên tục phá những đáy và nó tạo ra đỉnh mới thấp hơn và đáy tạo ra đỉnh mới thấp hơn. Và hiện tại cái đáy này nó chưa bị phá, quan trọng nhất là đáy này nó chưa bị phá luôn. Và đáy này nó chưa bị phá thì nó vẫn trong cái xu hướng chúng ta là xu hướng tăng, và đây là xu hướng hồi của xu hướng tăng. Và các bạn thấy rằng Fibonacci chúng ta kéo về đây đúng không ạ, thì hồi quy từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, đây tại đỉnh đáy và đỉnh cao nhất thì nó đang về vùng 0.7 này, nó bật lên. Và hiện tại thì bạn nhìn thấy rằng ở đây cái đỉnh này, đáy đây tại đỉnh đây, nó vượt qua cái đỉnh này, nó tạo cấu trúc đi lên ở đây. Và dễ dàng nhìn thấy không muốn giờ đang tạo cấu trúc đi lên, bởi vì bạn thấy như là ở đây đúng không ạ, đỉnh ở đây đúng không ạ, đáy đỉnh ở đây nhưng mà nó tạo ra cái đáy ở đây. Đỉnh ở đây, đáy đây, đỉnh ở đây, đáy đây, và hiện tại không tạo ra đáy mới tốt hơn và đang tạo ra cái đỉnh mới cao hơn. Thì như vậy ta sẽ không canh sell nữa ở đây. Nếu canh sell thì chúng ta có thể cắt lỗ này, chúng ta đã qua cái giai đoạn sell đúng không ạ, và đây sell rồi là chúng ta sell được rồi, vì nó có hai cái nến rồi đúng không ạ. Thì khi thay đổi cấu trúc ở chart 1 phút, chúng ta đã canh sell, chúng ta đi vào ngay cái khung thời gian 1 phút như thế nào. Chúng ta thấy rằng chúng ta canh sell ở đây đúng không ạ? Khi nó canh sell chúng ta thấy rằng ở đây này, nó vượt qua vùng trên này đúng không ạ? Đây, giá nó vượt qua đây và nó xuất hiện vùng cung này, vùng cung nó rơi xuống đúng không ạ? Và từ chúng thấy rằng chúng ta đã vào lệnh phía trên này rồi. Thì khi vào lệnh phía trên này rồi chúng ta có nên sell hay không? Bởi vì chúng ta đã quá cái vùng giá, chúng ta có thể canh sell và nó đang trong xu hướng đi lên, với việc là chưa phá cái đáy này để tạo ra đỉnh cao nhất đó, thì giá nó chưa thay đổi cấu trúc từ tăng xuống giảm. Và đây thì nếu chúng ta thấy rằng ở đây khung thời gian 15 phút thì nó thay đổi cấu trúc hay chưa? Bây giờ nó thay đổi cấu trúc từ giảm sang tăng hay chưa? Thì bạn thấy rằng nó không tạo ra một cái đỉnh mới, nó chưa tạo ra cái đỉnh mới cao hơn đúng không? Nhưng không tạo ra cái đáy mới thấp hơn thì chúng ta cũng có thể xem xét luôn. Ở đây có vùng thanh khoản này, ở đây sẽ là rất nhiều các nhà đầu tư đặt lệnh buy lên này, thì giá nó có thể về dưới này, sau nó bật lên cho chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ quan sát xem giá nó về đây phản ứng như thế nào, và chúng ta có thể canh lệnh sell được không ở đây hay không. Thì nếu như giá nó tiếp tục bị rơi đây đúng không ạ, tiếp tục bị rơi đây, thì ở lên phía trên này, không phải lên phía trên này nữa, ở đây nó xuất hiện những vùng cung mới, vùng cung mới thì ở đây nó có vùng cung đây, ta canh sell đây. Nếu giá bị phá ở đây, và khi giá bị phá đây rồi thì nó có thể phía dưới này, FTP ta phía dưới này, thì đây là cái phân tích của tôi về cái GJ. Và GJ thì nó kịch bản, nó sẽ kịch bản trước chúng ta. Nếu ở đây đúng không ạ, giá cái nó sẽ xuống này, canh sell đây này. Còn không, chúng ta không nên sell, bởi vì cấu trúc nó đang là cấu trúc đi lên, đang gặp lại vùng 0.7 Fibonacci thì là giá lại quay lên, chắc đi vào cái cặp g cạt này ở khung thời gian 4 giờ là như thế nào. Ở khung thời gian 4 giờ thì các bạn nhìn thấy rằng nó chưa hình thành cấu trúc giảm, nó vẫn là cấu trúc đi lên, bởi vì đáy này đáy thấp nhất nó chưa bị phá, và ở đây những cái đáy nó thay đổi cấu trúc từ đây, hiện tại nó đang hồi lên. Thì chúng ta giả sử rằng nó hồi đây đúng không ạ, nó sẽ kéo Fibonacci, nó hồi về đâu,
Nếu khung giờ năm của chúng ta nó hồi 1.69 các bạn. Như vậy chúng ta có thể canh bài lên vùng trên này. Canh bài lên vùng trên này chúng ta cắt lệnh. Và ở đây 4 giờ thì nó đã vượt qua những cái vùng kháng cự của chúng ta. Vùng đỉnh đã ra đáy. Thấy rằng ở đây nó đã vượt qua đúng không ạ? Nó dễ dàng vượt qua. Và khi dễ dàng vượt qua thì nó hình thành chúng ta một vùng cầu phía dưới. Cùng khối lệnh này bán cho khi mua này, chúng ta canh về đây chúng ta bài lên, đi vào chặt thời gian 15 phút. Thời gian 15 phút thì chúng ta co ngược lại ở đây, chúng ta có thể canh bài lên ở đây. Sell chúng ta sell ở đâu? Sell nó chưa về vùng sell luôn, vùng sell và lên phía trên này, sell là an toàn hơn, ít nhất là vượt qua vùng 0.3, nếu không 0.5 là mình sell được. Còn tại đang khá cấu trúc luôn, nó đang một sóng rất mạnh, để xuống, hình thành sóng rất mạnh để xuống, thì nó cũng như phía bên này thôi, nó đi lên, nó lại xuống. Và vấn đề bây giờ là nó không hình thành cấu trúc hai đỉnh ở đây hay ba đỉnh ở đây không? Và nếu như lên đây nó thành cấu trúc ba đỉnh thì nó rơi mạnh hơn. Nhưng ít nhất nó phải vượt qua chúng ta là nó tạo ra cấu trúc giảm. Và khi nó vượt qua cái đáy này và những cái đáy tạo ra cái đỉnh phía trên thì nó cũng đã vượt qua, nó đang hình thành cấu trúc giảm trong cái xuống chúng ta. Và vì chúng ta canh bay lên tức là chúng ta sẽ canh lệnh hồi lên lên vùng trên vùng năm, nhưng trọng tâm ta vẫn canh sell xuống tại vùng cung, bởi vì nó đang phá cấu trúc. Sang một cặp nữa, cặp GCF thì GCF thì bạn thấy rằng nó đang đi ngang sideway, nó rất khó còn lệnh. Cái cặp này rất khó còn lệnh, đang lũy từ tháng 11 năm 2022, nó vẫn đi ngang qua vùng giá này, nó đang hình thành vùng nén giá đây, đang hình thành vùng nén giá. Và nếu như cặp này nó mà đi lên thì nó phải lên bên trên này, bởi vì một thời gian rất dài giá được nó đã hấp thụ vùng này, nó đã tích lũy. Đối với cặp Forex tiếp theo đó là cặp UCF. UCF thì bạn nhìn thấy rằng ở khung thời gian 4 giờ, khung thời gian 4 giờ thì nó đang hình thành cấu trúc giảm đúng không? Đỉnh đây, đáy đây, đỉnh mới, không tạo ra những đáy mới, không tạo ra đỉnh mới cao hơn và đang tạo ra những đáy mới thấp hơn. Và khi giá về lại vùng dưới này, giá đã bật lên, nhưng ở đây không tạo ra những đỉnh mới cao hơn thì nó sẽ tạo ra những đỉnh mới thấp hơn. Và chúng ta có một vùng cung phía trên này, cung phía trên này ta có thể canh xem. Thì đấy là cái phân tích của tôi về các cặp tiền Forex trong cái tuần tới, thì bạn có thể tham khảo ý của tôi để đưa ra các nhận định quyết định của mình trong quá trình đầu tư của mình. Nếu bạn chưa đăng kênh hãy bấm chuông và đăng ký kênh để nhận thông báo kênh và nhận nhiều video tiếp theo. Và hãy bấm like và xem nếu bạn thấy rằng video này cảm thấy có hữu ích. Xin cảm ơn. Hẹn lại bạn ở video tiếp theo. Kênh hướng dẫn đầu tư chứng khoán phái sinh Forex Vàng, dựa trên phương pháp Wake Up kết hợp Bollinger Action phân tích hành động giá và dựa trên cấu trúc thị trường ECMC để xác định xu hướng của biểu đồ giá trong chứng khoán. Hãy bấm chuông để đăng ký kênh. Basic Invest chia sẻ kiến thức nền tảng về đầu tư chứng khoán.